Mỹ là một trong những quốc gia tiêu thụ trứng gà nhiều nhất trên thế giới. Để đảm bảo có đủ trứng gà cung cấp cho người dân, Mỹ đã cho xây dựng nên những trang trại khổng lồ chỉ nuôi gà chuyên đẻ trứng. Chắc ở đây ai cũng biết rằng gà mái đẻ trứng thì chả cần phải có mặt gà trống. Thế nên là ở những trang trại nuôi gà trứng thì người ta phải phân loại gà con ngay từ khi mới nở để tránh mất công nuôi những con gà trống vô ích. Có thể trước đây là bạn đã nghe về công việc soi giới tính của gà. Trong đó thì những người mà công nhân có thể là được trả từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu mỗi tháng để tìm ra những con gà trống con nhờ lỗ huyệt của chúng. Vậy thì đã bao giờ bạn tự hỏi là số phận của những con gà trống này sẽ như thế nào khi mà được phân loại chưa? Câu trả lời là chúng sẽ bị tiêu hủy, theo thuật ngữ của ngành chăn nuôi. Thế còn nói thẳng ra là chúng sẽ bị giết chết. Tùy công nghệ của các trang trại mà gà trống non sẽ bị dồn vào một buồng kín cho đến khi mà bị ngạt hơi, bị chôn sống hoặc thậm chí là xay nhuyễn để làm thức ăn cho cá hoặc là phân bón. Lý do rất đơn giản, đó là vì những con gà trống này đã sinh nhầm chỗ. Đây là các trang trại nuôi gà lấy trứng, mà gà trống thì không thể đẻ trứng được. Việc nuôi chúng lấy thịt cũng là bất khả thi bởi vì giống gà đẻ trứng thì có chất lượng thịt không cao. Kết quả là các trang trại gà đẻ trứng không muốn mất thời gian, không gian chuồng trại, thức ăn và thời gian nuôi nấng gà trống. Chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ mỗi năm họ đã tiêu hủy 300 triệu con gà trống con trong các trang trại gà đẻ trứng. Con số trên toàn thế giới còn cao hơn thế rất nhiều, lên tới 7 tỷ con một năm. Đó không chỉ là một sự lãng phí mà còn là một mối lo ngại về mặt đạo đức. Điều này đã dẫn đến một bài toán khó cho các nhà chăn nuôi. Nhiều nước tiên tiến đã phải đau đầu để tìm ra lời giải, làm sao vẫn tối ưu được hiệu suất mà có thể hạn chế tối đa việc phải tiêu hủy gà. Người ta đã nghĩ ra một giải pháp gọi là phân loại giới tính của gà ngay từ trong trứng. Và đây là giải pháp mà một số trang trại tại châu Âu áp dụng. Điển hình như là Schelleck, một công ty của Đức đã mất 4 năm để phát triển công nghệ phân loại giới tính gà ngay từ trong trứng. Công nghệ này thì bắt đầu từ một phát hiện của giáo sư Almus Enspanier đến từ Đại học Leipzig. Bà đã tìm ra một chất chỉ thị màu cho phép phát hiện một loại hormone trong trứng gà mái. Khi mà trộn chất chỉ thị này vào chất lỏng bên trong trứng gà thụ tinh sau 9 ngày, nếu như hỗn hợp chuyển màu trắng, quả trứng được xác định sẽ nở ra gà mái. Còn nếu như nó chuyển màu xanh thì quả trứng sẽ nở ra gà trống. Các thử nghiệm cho thấy là phương pháp thử nghiệm này có tỷ lệ chính xác lên đến 98,5%. Schelleck sau đó đã phát triển một công nghệ trích xuất chất lỏng từ trứng gà mà không cần kim, nghĩa là sẽ không xâm lấn vào bên trong trứng, khiến cho nó bị nhiễm khuẩn và cũng không tạo ra nguy cơ làm vỡ vỏ trứng. Trên quy mô công nghiệp chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trứng bị hỏng cũng đã tạo ra một sự lãng phí lớn. Do đó mà giải pháp của Schelleck chính là điều kiện đủ để áp dụng được công nghệ của giáo sư Enspanier vào thực tiễn. Cụ thể là dây chuyền của họ đã sử dụng một chùm laser để đốt một lỗ rộng khoảng 0,3mm trên vỏ trứng. Sau đó thì nó dùng áp suất âm để hút một lượng nhỏ chất lỏng chảy ra bên ngoài. Quá trình thu thập chất lỏng này chỉ mất khoảng 1 giây mà không cần phải chạm vào trứng. Và những quả trứng được phân loại là gà mái sẽ tiếp tục được ấp để nở. Trong khi đó thì trứng gà trống sẽ được thu thập để làm thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm hoặc là giúp các công ty dược phẩm thử nghiệm và sản xuất vaccine. Và mặc dù vậy thì hiện Schelleck vẫn chưa bán công nghệ của mình cho các trang trại bên thứ ba ở Mỹ. Một số chuyên gia nhận định là giá của dây chuyền phân loại giới tính trứng gà này khá là đắt đỏ, trong khi năng suất của chúng chưa đáp ứng được cho quy mô của ngành chăn nuôi gà ở Mỹ. Hãy thử tính là các trang trại ở Hoa Kỳ hiện nuôi khoảng 336 triệu con gà mái đẻ. Để duy trì quy mô đàn này, mỗi năm họ sẽ phải giữ lại khoảng 1 tỷ quả trứng để ấp. Có nghĩa là cần phân biệt giới tính của 1 tỷ quả trứng đó. Dây chuyền của Schelleck hiện chỉ có năng suất phân loại 1 quả trứng mỗi giây, nghĩa là 3.600 quả một giờ và 31,5 triệu quả mỗi năm nếu như nó chạy liên tục không nghỉ. Như vậy là vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của Hoa Kỳ. Với năng suất cao hơn, AgriAT, một công ty khác của Đức, cũng đang sở hữu một công nghệ phân loại giới tính gà ngay từ trong trứng. Phương pháp của họ sử dụng một máy quét ánh sáng xuyên qua vỏ trứng. Tại ngày thứ 13 sau khi mà trứng gà được thụ tinh, quét quang phổ có thể cho biết trứng gà nở ra gà trống hay là gà mái với độ chính xác là trên 95%. AgriAT cho biết dây chuyền của họ hiện có tốc độ phân loại là 20.000 trứng mỗi giờ, tương đương là 175,2 triệu quả một năm nếu chạy liên tục. Nhưng mà một điểm yếu lớn của nó là cái việc quét quang phổ xuyên qua trứng chỉ có thể thực hiện với trứng gà nâu.
Trong khi hầu hết gà đẻ trứng ở Mỹ lại là trứng trắng, và trứng trắng thì sẽ phản xạ lại phần lớn tia sáng chiếu đến nó. Ngoài vấn đề tốc độ thì có một vấn đề khác nảy sinh còn khó hơn cho cả hai công nghệ trên, đó là việc tiêu hủy trứng của họ vẫn chưa hoàn toàn được ủng hộ. Các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là trứng gà sau 8 ngày tuổi đã có thể có cảm giác, vì vậy phôi của những quả trứng này đã biết đau. Và ngay cả khi mà chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là những quả trứng, các nhà bảo vệ quyền động vật vẫn cho rằng đó là những cái chết không nhân đạo. Acreat vì vậy đã phải phát triển một công nghệ mà họ gọi là Stunny, sử dụng điện để gây mê trứng gà trước khi mà tiêu hủy nhằm đem lại cảm giác an tử cho những phôi gà trống. Những quả trứng đã hình thành phôi cũng là vấn đề mà Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm tại Mỹ đang cố gắng giải quyết. Họ thậm chí là đã treo một giải thưởng có tên là EggTech trị giá đến 6 triệu đô la cho bất cứ nhà nghiên cứu nào tạo ra một phương pháp nhằm chấm dứt thực trạng tiêu hủy gà con. Họ đã đề ra công nghệ này phải có hiệu quả với trứng gà trước 8 ngày tuổi, nghĩa là trước 8 ngày sau khi chúng được thụ tinh. Đó là khoảng thời gian mà các nghiên cứu cho thấy là trứng gà chưa biết đau. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Georgia hiện đang theo đuổi giải thưởng này bằng cách là tạo ra một công nghệ có thể thay đổi giới tính trứng gà trước khi mà chúng nở. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Kristen Navarra nhận thấy là ở gà, những con mái sẽ quyết định giới tính của trứng chứ không phải là gà trống. Chính vì vậy, bằng cách can thiệp hormone lên gà mái, Navarra có thể thay đổi giới tính của những quả trứng do chúng đẻ ra. Cô có thể biến những con gà mái đẻ tạo ra 100% là gà mái, cho nên sẽ không có chuyện phân loại trứng hoặc là gà trống để mà tiêu hủy nữa. Tuy nhiên, vấn đề là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hiện cấm ngành công nghiệp gia cầm sử dụng các liệu pháp hormone do nghi ngờ chúng có thể tác động đến sức khỏe của con người. Cho nên phương pháp này không thể áp dụng vào thực tế. Hiện tiến sĩ Navarra đang chuyển sang một hướng nghiên cứu mới với hy vọng là tìm ra một liệu pháp gen có thể là điều khiển giới tính trứng gà thay cho hormone. Và một giải pháp khác là lai tạo ra những giống gà với những con mái vừa có thể đẻ trứng và những con đực lại có thể cho thịt. Phương án này thì rất là dễ để thực hiện nhưng lại rất là khó để phá đổ được các kỷ lục của ngành chăn nuôi gà công nghiệp đã dày công thiết lập từ hàng chục năm nay. Hiện những giống gà mái đẻ năng suất có thể cho ra 300 trứng một con một năm. Những con gà mái cho thịt nhanh nhất chỉ mất 7 tuần để vỗ béo lên mức 3 kg. Trong khi đó thì giống gà năng suất kép tốt nhất là Rhode Island Red. Hiện có những con gà mái chỉ đẻ được khoảng 250 trứng một năm, trong khi gà trống phải mất tới 5 tháng, tức là 20 tuần để vỗ béo. Trong thời buổi kinh tế cạnh tranh như hiện nay, sẽ khó có một chủ trang trại nào quay trở lại nuôi gà Rhode Island Red. Nếu như họ làm như vậy, chi phí sản xuất tăng cao sẽ khiến trứng gà tăng giá và thịt gà cũng vậy. Trừ khi là họ có thể khiến công chúng ý thức được rằng giống gà này sẽ giúp cứu sống hơn 7 tỷ con gà trống non mỗi năm và sẵn sàng trả thêm tiền cho lòng trắc ẩn của mình. Nếu không, nuôi gà năng suất kép sẽ đưa họ đến chỗ phá sản. Hoặc là chúng ta phải có được một giống gà năng suất kép cao hơn những con gà mái đẻ và mái thịt hiện tại. Giải thưởng 6 triệu đô la, gấp 5 lần giải Nobel của Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm vẫn còn đó, cho ai tìm ra giải pháp. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo video mới nhất từ bọn mình nhé.